Con ơi, thằng Quang không biết nó đi đâu mà giờ này vẫn không thấy ở nhà. Mẹ tìm khắp cả nhà rồi không thấy đâu con ạ. Dạ, con cho nó lên đồ chơi. Con xin lỗi, con quên nói với mẹ. Ôi trời ơi, thế bao giờ thì đưa nó về? Ở đấy cả đêm nay à? Dạ, không sao, mẹ yên tâm đi. Sáng mai con đưa nó về. Mẹ ngủ sớm nha mẹ. Ôi, anh Trường ơi, anh đưa giúp tôi lên bến xe được không? Đi bây giờ, xuống đến nơi cũng tối rồi. Có việc gì để mai được không chị? Tôi có việc gấp lắm, mong anh giúp tôi. Con trai chị Thủy tự ý đi lên trên này, cháu nó mới 13 tuổi thôi. Thế để tôi, đường tối và dốc, để người khác chở chị đi tôi cũng không yên tâm. Cháu đi một mình hả chị? Vâng. Cháu bé ơi, cháu bé ơi, cháu đâu rồi? Con nghe thấy bác gọi không? Cháu ơi, con nghe thấy bác gọi không? Cháu ơi, cháu đâu rồi? Con không thể nào bỏ đồng đội lúc này được. Vậy chắc là anh sẽ bỏ được mẹ anh đúng không? Những lúc em cần anh ở đâu? Bản thân anh thấy có lỗi với đồng đội khi để cho họ vất vả như vậy. Ngọc là mẹ của con gái anh, nhưng em và Quang mới chính là gia đình của anh. Tôi sẽ giành lại anh Minh bằng được. Thủy cứ chờ xem. Thank you.